May bố cứu được. May chỗ này là nó chẳng cần già nào. Nó xịt lên kìa. Vẫn xịt nước đây nhưng mà vẫn làm gì, đang cứu, cô cứu tầng 1 thôi. Mẹ, trên kia cao kia xịt cái gì lên nhỉ? Cái đấy thì chịu cháy hết thôi rồi, nó bê tông mới nó nổ không? Bê tông nóng nó nổ. Có chứ. Nếu mà nó quá nóng thì nó cháy bê tông thì là này gì đó. Cháy là sụt ngay. Mà mới rồi nó trên nó được mỏng rồi, trên là xe. Mẹ, ngay cạnh hồ nước này anh ạ. Ngay cạnh hồ mà nhìn thấy nước mà không lấy lên được đâu. Mất uy tín. Tự cháy cái nhà, con cái nhà con gái ở không? Không biết, em chỉ biết em đứng bên em bốc bạch thấy cái u lên biểu cháy nhà rồi. Cháu thấy ai? Thế đầu tiên là cháy nhà nào? Cháy ở dưới hồ này này. Xong bốc lên. Xong nó bốc lên đấy. À. Cháy lên cái hoa ban kia xong nó cháy lên. Hướng mặt. Vậy hôm nay bọn nó cháy hết cái hoa ban à? Ừ, dạ. Cháy hết bên nó bén lên xong nó dính nhà to. Hôm nay mấy ấy này, hôm nay mấy ấy. Vừa như bọn này đi du lịch đi nữa. Ờ, đi hoa ban nữa. Này đi có van cám. Vâng, con đường nửa nha. Đi 3 đi 4 ngày về xong xong rồi đi tiếp. Về chưa? Chưa, vừa đi xong. Thế thì quay về thôi. Đi đến nơi rồi. Đến nơi cũng quay về. Cháy này là gì, còn tâm trí nào đó.